Xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em trở lại với kênh Jippo Tuấn Nguyễn bên mình. Nay mình giới thiệu với anh em cặp Jippo mới về. Cặp Jippo bữa nay cũng mang đến cho anh em phong cách độc đáo, ý nghĩa sang trọng để anh em trên tay ha. Anh em nào có nhu cầu rước cặp Jippo rất là độc đáo, ý nghĩa này thì cứ liên hệ mình. Mình chia lửa giao tới anh em toàn quốc luôn. Số điện thoại mình là 0909 828 779. Bên phải của anh em là em đồng nguyên khối Solid Brass Disloy, khắc chìm biểu tượng của nước Mỹ, lá quốc kỳ Mỹ, lá cờ Mỹ đang tung bay. Ở giữa là chữ USA nha anh em. Em này đồng nguyên khối Solid Brass Disloy luôn. Anh em trên tay sang trọng lắm. Với biểu tượng lá quốc kỳ Mỹ thì rất là nổi tiếng ha anh em. Đơn giản nhưng mà nó toát lên sự sang trọng để anh em trên tay luôn. Còn bên trái là em Polish Chrome cao cấp. Họa tiết chủ đề về logo hãng thời trang Versace. Hãng thời trang rất là nổi tiếng, mang đến cho anh em phong cách sành điệu trẻ trung. Và hãng khắc chìm cũng mang tính nghệ thuật rất cao luôn đó anh em. Ở trên đỉnh là logo Jippo, ngay phía dưới là tên hãng thời trang Versace. Và ở vị trí trung tâm là cái logo hình mặt người rất là nổi tiếng của hãng Versace. Sành điệu lắm anh em. Em này hàng tuyển. Thì anh em nào chưa đăng ký kênh, mời anh em cứ ấn nút đăng ký kênh Jippo Tuấn Nguyễn ngay bên dưới nha. Tiện lựa chọn giao lưu các mẫu Jippo bên mình. Còn kết hai em nó thì cứ gọi cho mình 0909 828 779. Giờ mình xin trên tay giới thiệu nhanh tới anh em. Em này đồng nguyên khối, lá quốc kỳ Mỹ đang tung bay và chữ USA nha anh em. Hai mặt trước và mặt sau luôn, khắc chìm hai lá cờ Mỹ hai mặt rất là đẹp. Đồng nguyên khối đít ra lồi nha anh em. Hàng zin ha, chưa hề đụng chạm gì tới hết, new full box luôn. Hàng Jippo Mỹ xịn bên mình thì rất là nhạy lửa, giữ xăng lâu, chống chịu gió tốt nha anh em. Nhiều anh em ủng hộ qua hàng bên mình nhiều năm qua thì quá rành. Em này thì nó đơn giản mà nó sang trọng lắm anh em. Lá quốc kỳ Mỹ tung bay, chữ USA. Giá hai em nó thì anh em nhấn vô tựa đề clip hiện ra mô tả ngay phía dưới, có giá hai em nó mình để vô mô tả. Kết hai em nó anh em cứ liên hệ mình là có người giao tới tận nơi cho anh em sở hữu ha. Hàng zin ha, chưa hề đụng chạm gì tới hết. Dòng đồng nguyên khối Solid Rap nổi tiếng ha này. Anh em trên tay bóng bẫy sang trọng lắm. Soi kỹ anh em xem luôn ha. Hàng zin, điều full box nha anh em. Biểu tượng lá quốc kỳ Mỹ tung bay ha. Còn đây là em Polish Chrome cao cấp. Họa tiết logo hãng thời trang Versace. Cũng độc đáo lắm anh em. Em này hàng tuyển. Anh em nào kết em nó liên hệ mình. Mặt đáy lõm, mặt sau trơn ha. Cũng hàng chính hãng Jippo Mỹ luôn, zin toàn bộ. Anh em chơi hay làm quà tặng, quà biếu cho người thân, bạn bè cũng rất là hay anh em. Hàng full box, hộp đựng giấy tờ kèm theo đầy đủ, mã vạch chính hãng đầy đủ luôn. Có nhu cầu xem hình ảnh hai em nó thì anh em vô trang Facebook mình. Đường link mình để vô mô tả nha. Đây mình trên tay nhanh thôi. Hàng xịn bên mình thì anh em yên tâm, anh em cứ gọi điện là có người giao cho anh em sở hữu toàn quốc luôn nha anh em. Mình là chia lửa giao COD toàn quốc. Rất là đẹp anh em, hãng khắc chìm tinh tế, tỉ mỉ chi tiết lắm anh em. Với hãng logo Versace này thì mang đến phong cách sành điệu, rất là độc đáo, trẻ trung luôn đó anh em. Soi kỹ anh em xem luôn ha. Hàng zin,
anh em kết hai em nó thì cứ liên hệ mình nha, 0909 828 779 nha anh em. Hàng zin, giấy tờ full box. Rồi, cảm ơn anh em xem clip nha. Chúc anh em luôn luôn dồi dào sức khỏe nha. Luôn luôn an khang thịnh vượng và an lành, gặp nhiều niềm vui hạnh phúc nha anh em. Tạm biệt anh em.